sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Hồng Môn Quyền do vận động viên Hồng Trang biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiết mục Hồng Môn Quyền. Kính thưa quý vị và các bạn, bài Hồng Môn Quyền có 62 hành pháp liên thao với nghệ thuật cấu trúc các pháp thao không bị trùng lặp, là sự kết hợp giữa thần pháp, bộ pháp, nhãn pháp và cước pháp, ra đòn nhanh mạnh, mềm dẻo, khéo léo. Thiết đỏ la ni đà lục pháp, hậu dực đô tùy trù sát diện, khuyển đã nam phương kỳ khống trận, hồng môn lộ thành vì thượng tướng, vọng bãi hư minh tổ sư đài. Với nội dung này, Hồng Trang đã đạt được huy chương vàng tại giải vô địch trẻ và thiếu niên toàn quốc tháng 6 năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk. Rất đẹp mắt, xin quý vị tán thưởng cho một tràng pháo tay.